biết cái cột cờ đó là bá cao, nhưng mà nghe trong sách kể lại đó hen, là trên đầu cột cờ nó có cái trái phụ lư và có cái lá phướng có bốn chữ Bổ Sơn Kỳ Hương. Và trong khi lá phướng là lá cờ Bổ Sơn Kỳ Hương đó, bắt đầu nó mới chùm cả bốn góc ông thẹ. Lúc bây giờ nước ngoài nó mới nhìn thấy trái phổ lư và đất nước Việt Nam có châu báu, cho nên bây giờ nó mới vô. Cho nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết Thất Sơn tiếng nổ, Quy Cổ Việt Kim, Cửu Y Nhiên, tất nhiên là 18 nước. Đình Riêng Tham Báo, đổ máu tuôn rơi, cùng mới nói chơi chưa ban hằng phục. Đó có phải là bốn chữ Long Châu không? Vậy là bốn chữ tất nhiên là được coi như là trong cái lá cờ, trong lá phướng. Mà trong lá phướng đó có bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Mà bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương đó là 18 nước bây giờ coi như là tranh giành ở nơi đất nước Việt Nam. Thì bây giờ ai mà còn xem được bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương đó là người phải sao? Phải bền gan, phải sắt đá, phải tu trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Kim Sơn Phật. Những kính thưa quý cô bác lớn tuổi đại diện cho gia tộc, và kính đến đồng đạo cường đại diện cho gia đình cũng là chủ sự nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên, và kính đến quý ông, quý bà và hầu hết toàn thể quý cô bác anh chị em hiện diện thân kính. Nhân hôm nay là ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thường niên cho thân mẫu của đồng đạo cường, mà tất cả cô bác anh chị em cùng chư đồng đạo xa gần chúng ta tiếp nhận được lời mời trân trọng này, nên chi tất cả chư quý vị trở về đây dự diện được đông đủ. Qua cái lời mời trân trọng của gia đình là đồng đạo cường, quý vị không có phủ nhận tấm thẩm tình chiếu cố của gia đình mà thân hành đến nơi đây để chung dự. Và lát nữa đây chúng ta sẽ chung hợp cùng với gia đình để cầu nguyện cho cử quyền thất tổ, cầu nguyện hương linh người quá giảng được nương vào công đức lành của tất cả chư quý vị mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và hàng năm như thế này đó là đồng đạo đều có tổ chức long trọng và mời tất cả chư quý vị đồng đạo xa gần trở về dự diện. Nghe nói năm rồi đâu cũng là trên 10 bàn, mười mấy bàn, mà năm nay cái thời tiết phong vũ bất kỳ, sáng là ông trời cũng có chuyển một cái đám mưa rồi. Tôi nói kiểu này để hen thì đồng đạo mà chưa đi đó là chắc dội lắm cô bác anh em chứ đồng đạo. Nhưng mà vì đạo tình đồng hậu mà tất cả chư quý vị mà không có phủ nhận cái tấm thẩm tình của gia đình như thế này đó, mà quý vị cũng đội áo mưa mà đi. Mà giờ này đó thì chúng tôi được biết đó là quý vị mình đến đây rất là đông đủ, được danh túc mãn đường, và góp phần cho đồng đạo hôm nay đó được hoàn thành cái chữ hiếu xuất thế gian. Và đồng đạo cường có lẽ là rất mừng vì đồng đạo xa gần đến đây được chung dự được đông đủ như thế này đó. Thì có lẽ là trong cái ngày chánh lễ kỷ niệm này, cỡ quyền thất tổ cũng như hương linh người quá giảng là thân mẫu của đồng đạo cường cũng rất vui lắm. Mà Đức Thầy cho biết thất tổ cỡ quyền nơi chín suối, ngưỡng mong hậu tấn biết tâm chay. Cho nên nếu mà cái người hậu tấn là con là cháu trong gia đình mà biết tâm chay đến cái ngày kỷ dỗ mà tổ chức được đông đủ như thế này để cầu nguyện cho người quá giảng, mà người quá giảng được nương vào công đức lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật, là cửu quyền thất tổ cũng như người quá giảng vui lắm cô bác anh em chị đồng đạo, không gì vui bằng. Thì hôm nay trên tinh thần trao đổi Phật Pháp, vừa qua đời quý vị mình cũng ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của đồng đạo Hai Hải, và đến với tất cả chư đồng đạo qua một cái tiêu đề, mà trong tiêu đề đó nội dung là Tam Giáo Quy Nguyên,
là đồng đạo coi như là trình bày cả tam giáo hết cô bác anh em chị đồng đạo. Nói qua về vấn đề mà Đức Thầy chấn hưng Phật giáo mà trong đó tam giáo quy nguyên là đủ hết. Thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái giờ sau. Mà trong giờ sau này đồng đạo cho biết là chương trình chia sẻ nghi vấn. Nếu như chương trình chia sẻ nghi vấn quý vị mình có nghiên cứu, có đọc, có học và có tìm hiểu trong cuốn sấm thi, thì sẵn nhân sự tùng sự hôm nay trong ngày chánh lễ kỷ niệm này, quý vị mình có thể nêu lên trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chứ quý vị. Rồi quý vị mình ngồi lại lắng lòng theo dõi qua sự trình bày của chúng tôi xong, quý vị mình sẽ có trách nhiệm thiêng liêng. Trách nhiệm ấy là bảo cứu lại những gì mà chúng tôi trình bày còn thiếu sót hoặc giả là còn có nghĩa. Và những điều nào mà chúng tôi trình bày chưa được thì quý vị mình cũng nên gói lại đó, để chờ bậc cao minh cao đồ để mà chúng ta tìm hiểu thêm. Bởi vì giáo pháp của Đức Thầy là cái giáo pháp rất là sâu màu, thì người tu chúng ta coi như là đang cái nghiên cứu tu học, thì bây giờ có những chỗ biết và có những chỗ cũng như là chưa có được rõ lắm. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết một câu mà ý nhiệm sâu: nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan, hoặc giả là chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu. Vì vậy cho nên qua cái sự nghiên cứu của chúng tôi đó, thì chỗ nào chúng tôi biết thì chúng tôi trình bày cùng với quý vị để làm mà phương tiện để mà tu tấn trên con đường tu học của mình. Còn những điều nào mà chúng tôi nghiên cứu chưa tới thì quý vị mình cũng thông cảm cho, bởi vì Phật pháp rất là thâm sâu, rất là mầu nhiệm. Thưa chư quý vị, thì giờ đây ban tổ chức sắp xếp cho chúng tôi được gặp gỡ cùng với quý vị qua cái chương trình gọi là chia sẻ nghi vấn. Thì quý vị mình có thể trích trong giáo lý Đức Thầy 2 câu 4 câu hoặc giả là trong nội dung. Rồi chúng tôi cũng nương vào trong nội dung như trên mà bàn cùng tất cả chư quý vị. Giờ đây ban tổ chức đã sắp xếp như thế ấy, thì chúng tôi cũng xin thỉnh ý chung tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Thì chúng tôi cũng xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến của toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, và cho phép chúng tôi được làm bổn phận như thế nào cho nó thích nghi chương trình trao đổi giáo lý. Và chúng tôi xin tạm dừng lời nói đầu và xin trả lại ý kiến toàn thể quý cô bác, anh chị em và chư quý vị, cho phép chúng tôi được làm bổn phận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua chú Tư cũng nói lời nói đầu rồi xong. Thì hôm nay cái hội trường này cũng rất là đồng đạo mình là mặt sáng rỡ cho quý vị. Thì hôm nay tôi thấy cũng là cái đề cũng rất là nhiều, cho nên chú Tư cũng làm sao cho hết cái hội trường này là có cái ý để hỏi hết. Thì giờ đây cái đề đầu thì cũng như đồng đạo mình nhường cho đồng đạo Lượng, tại vì đồng đạo Lượng đó thì rất là tối quý vị, không sáng, cho nên cho đồng đạo Lượng lên hỏi trước. Thì kính mời đồng đạo Lượng lên đây để đặt câu hỏi cái đề đầu cho chú Tư Phương. Thì kính mời chú. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay em cháu lên hỏi, muốn hỏi, muốn xem 4 chữ Long Châu, 4 chữ là 4 chữ như thế nào? Bền gan sắt đá, sòng nâu tu trì. Tại sao Đức Thầy không nói mà nói là sòng nâu tu trì như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn chàng pháo tay gian dày, quý vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp để bắt nhịp cầu giao cảm đầu tiên và được đồng đạo Lượng nêu lên trong giáo lý Đức Thầy trong đó 4 câu. Và trong 4 câu giảng đó, đồng đạo mới nêu lên đó là muốn xem 4 chữ Long Châu, bền gan sắt đá, sòng nâu tu trì. Rồi đồng đạo mới đặt lên câu hỏi nghi vấn trong vấn đề 4 câu này, 2 câu này, là muốn xem 4 chữ Long Châu, mà 4 chữ Long Châu đó là 4 chữ nào? Mà bền gan sắt đá sòng nâu tu trì, bây giờ sòng nâu cách sao mà tu trì ra sao vậy hả? Cô bác anh em chứ đồng đạo.
Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua hai câu giảng mà được đồng đạo lượm nêu lên. Thưa chư quý vị, vậy thì bây giờ qua hai câu này đó là muốn xem bốn chữ Long Châu bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Chúng tôi được biết là được đồng đạo trích từ trong cái bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi. Và bài Từ Giả Bổn Đạo Khắp Nơi này đó là Đức Thầy viết vào ngày mùng 1 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940. Đức Thầy viết ở tại Tổ Đình và có tất cả là 150 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì chúng tôi mời cùng tất cả chư quý vị tham khảo cùng với chúng tôi qua hai câu giảng nêu trên. Thưa chư quý vị, muốn xem bốn chữ Long Châu bền gan sắt đá sòng nâu tu trì, Đức Thầy nói lên hai câu trước đó là giống nồi thiệt cốt rồng tiên mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Rồi mới tới hai câu này là muốn xem bốn chữ Long Châu bền gan sắt đá sòng nâu tu trì. Thưa chư quý vị, vậy là giống nồi của người dân Việt Nam chúng ta là cái giống dòng tiên rồng, là thiệt cốt rồng tiên, mà nay lạc mất gương hiền nơi đâu. Tất nhiên là cái gương hiền của Đạo Thánh đã bị mất mát hết rồi, nên Đức Thầy mới lâm phạm cứu độ cho chúng sanh ra đời để mà đem cái nguồn giáo pháp đó, để mà đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để người chẳng đoạn, thấy không? Rồi bây giờ Đức Thầy mới nói qua câu này là muốn xem bốn chữ Long Châu bền gan sắt đá sòng nâu tu trì, là bảo cho chúng ta muốn xem được bốn chữ Long Châu là bốn chữ đó là bốn chữ gì mà bây giờ chúng ta cần phải coi xem. Thưa chư quý vị, vậy thì bốn chữ Long Châu này đó là có hai phần. Một là thuộc về danh địa, mà hai đó là thuộc về dư địa. Cô bác anh em chị đồng đạo, mà nói về vấn đề danh địa là ở đây bốn chữ Long Châu thuộc về là bốn chữ là Bửu Sơn Kỳ Hương. Mà bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương này đó là Đức Thầy lâm phạm cứu độ cho chúng sanh đó, là bốn chữ này Đức Thầy có nói nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc lui cho chúng ta là bốn chữ này mà Đức Thầy nói cho ông Tùng ở Cải Đầm, đó là bốn chữ xuống trần. Chứ ở đâu là bốn chữ này, là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương xuống trần mà Đức Phật Thầy Tây An tịch diệt năm 1849 đến năm 1856 là Ngài đã tịch diệt là tông hệ của Bửu Sơn Kỳ Hương. Rồi trong khi đó coi như là Ngài về cõi Phật cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên còn xuống hồng trần, ấy vì tương trăm họ giảng dân nên chẳng kể tấm thân lao khổ, nên bây giờ Ngài mới quay trở lại để mà độ cho chúng sanh, đó là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Rồi một lần nữa là ông Thầy Ba Đạo đó nói hậu thuốc Đức Thầy, nhưng mà ngoài cái vấn đề hậu thuốc xong rồi, ông Thầy Ba Đạo mới hậu thêm y lời giám hậu léo một câu: tiên Phật rộng xa rất nhiệm màu, đạo đời mấy chữ đâu là gốc. Ha, ông hậu gì chứ đạo đời mấy chữ đâu là gốc, tà chánh tâm tà chánh xin nhờ tiếng Ngọc Châu. Ha, rồi Đức Thầy mới trả lời thẳng cho ông Thầy Ba Đạo, ông mới trả lời đạo đời bốn chữ đây là gốc, tà chánh tâm trì gọi Ngọc Châu. Thì rõ ràng ở đây là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Vậy thì bây giờ ở đây là muốn xem bốn chữ Long Châu, tức là bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương mà nói theo danh điện. Thôi giờ nghi vấn mà không dám nói nhiều. Rồi quay trở lại là nói qua dư địa. Mà dư địa đó là gì? Tất nhiên là thuộc về địa lý. Mà địa lý đó là sao bốn chữ Long Châu? Như vậy là cái chữ Long đây tất nhiên là Long Xuyên, mà cái chữ Xuyên đó là sông. Vậy thì bây giờ cái chữ Châu là Châu Đốc, mà Đốc đó là gò là cao. Vậy thì bây giờ Long Xuyên tất nhiên là muốn nói là sông, mà sông đây là chỉ cho Cửu Long, tất nhiên là Cửu Long Vàng. Chữ Xuyên là sông, mà Long Xuyên. Rồi bây giờ coi như là Châu Đốc là Long Châu, là Châu Đốc đó, là Đốc là gò là cao, là chỉ cho vùng Thất Sơn. Vậy thì bây giờ Long Châu tất nhiên là chỉ cho vùng Thất Sơn Bày Núi, mà chỉ cho dòng sông Cửu Long. Vậy thì bây giờ trên có Thất Sơn mà dưới có Cửu Long, mà nếu như trên có Thất Sơn mà dưới có Cửu Long tất nhiên là thuộc về là dư địa, là cái chỗ đất linh. Mà đã đất linh thì đất linh sanh nhân kiệt,
mà đất linh sanh nhân kiệt quý vị mình được biết từ trong cái vùng mà Long Xuyên á, mà cho đến Châu Đốc là quý vị mình không biết bao nhiêu vị coi như là xuất hiện ra đời, cũng như là nơi cái vùng Long Xuyên Châu Đốc, thấy không? Từ coi như là Đức á, mà bây giờ coi như là từ Đức Phật Thầy Tây An, rồi Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư, ông Sư Giải Bán Khoai, cho đến Đức Thầy, cô bác anh em chư đồng đạo, thì bây giờ cũng nằm trong lãnh vực coi như là cũng Long Xuyên Châu Đốc, nên gọi là Long Châu. Rồi bây giờ dư địa lại còn cho chúng ta biết, tất nhiên là Long đây là Long Châu, đây là gì? Một, Châu đây tất nhiên là Châu Đốc. Hai là Châu Phú. Ba là Châu Thượng và Châu Hạ. Tất nhiên là bốn chữ này. Mà bốn chữ này quý vị được biết nằm lọt vòng trong cái tỉnh Châu Đốc. Mà tỉnh Châu Đốc đó là sau này ai mà có tu đó cô bác anh em chứ đồng đạo, là sau này chúng ta sẽ đến dự kiến. Và muốn xem được Phật được trời thì là phải ráng nghe lời dạy răng hoặc giả, là ráng tu tâm dưỡng tánh câu đời, coi là câu được Phật được trời, coi phép lạ của tiên cụ thanh, là coi ngay trong cái giai đoạn đó. Vậy là coi ngay trong cái tỉnh Châu Đốc, từ Châu Đốc đi vào trong nhà bàn thuộc về là cái huyện Châu Phú, rồi trong khi đó có Châu Thượng và Châu Hạ, là trong khi đó quý vị sao được biết đó, là đến cái cảnh mà tương tàn tương sát của coi như là ở nước ngoài mà xâm chiếm vào đất nước Việt Nam, thì coi như là trong coi như là tứ thánh. Còn cho chúng ta biết đó là hạ quân mỗi việc mỗi mòn, mòn sông mòn biển lại còn mòn non, đổi chồng đổi vợ đổi con, thất sơn lại đổi qua liên nhà bàn, rồi qua liền năm nước chật đàn, là ngay chân chỗ này. Qua lộ văn giáo máu tràn thành sông. Vậy thì bây giờ đó là muốn xem bốn chữ Long Châu, tất nhiên là muốn xem đây. Tất nhiên là sau này trong cái qua giai đoạn đó, mà nếu như chúng ta có tu là chúng ta xem được, còn không tu là ngay trong cái giai đoạn này là chúng ta coi như là không còn bao giờ sống được để mà xem đâu cô bác anh em chừng đạo. Nên câu này Đức Thầy bảo cho chúng ta phải là muốn xem bốn chữ Long Châu. Thì rồi bây giờ coi như là Đức Thầy còn tiên tri cho chúng ta biết rằng sau này dùng thất sơn bảy núi là sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp chàng tới thi, chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ mau rơi. Chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu, ham vui quyền quý dạy ngu chữ sang danh vọng như mù đi đêm. Tất nhiên là sau này cái dùng thất sơn coi như là thuộc về bảy núi đó, mà nhất là núi Cấm. Mà núi Cấm sau khi coi như là nghe một cái tiếng sấm nổ đầu tiên rồi đó cô bác anh em chứ đồng đạo, là bây giờ cái cột cờ nó vuông lên. Mà cái cột cờ nó vuông lên, bây giờ không biết cái cột cờ đó là bao cao, nhưng mà nghe trong sách kể lại đó hen, là trên đầu cột cờ nó có cái trái phụ lư và có cái lá phướng có bốn chữ Bổ Sơn Kỳ Hương. Và trong cái lá phướng là lá cờ Bổ Sơn Kỳ Hương đó, bắt đầu nó mới chùm cả bốn góc ông thẹ. Lúc bây giờ nước ngoài nó mới nhìn thấy trái phổ lư và đất nước Việt Nam có châu báu, cho nên bây giờ nó mới vô. Cho nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết thất sơn tiếng nổ quy cổ Việt Kim, cửu y nhiên, tất nhiên là 18 nước, tình riêng tham báo đổ máu tuôn rơi, cùng mới nói chơi chưa ban hằng phục. Đó có phải là bốn chữ Long Châu không? Vậy là bốn chữ tất nhiên là được coi như là trong cái lá cờ, trong lá phướng. Mà trong lá phướng đó có bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương. Mà bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương đó là 18 nước bây giờ coi như là tranh giành ở nơi đất nước Việt Nam. Thì bây giờ ai mà còn xem được bốn chữ Bửu Sơn Kỳ Hương đó là người phải sao? Phải bền gan, phải sắt đá, phải tu trì. Đây là ba giai đoạn hen. Nãy giờ đã giới thiệu cho quý vị mình rồi đó. Giới thiệu cho quý vị mình được biết là danh địa, là dư địa, là vậy tất nhiên là bốn chữ Long Châu. Rồi bây giờ muốn xem được bốn chữ Long Châu như trên, là người tu chúng ta phải có ba giai đoạn. Một, bền gan. Hai, sắt đá. Ba là tu trì. Thôi cô bác anh em chừng đạo, bây giờ để cái chỗ bền gan nè. Đó. Bây giờ người tu chúng ta phải có một chí bền gan để chờ đợi. Người nào tu mà không bền gan, không chờ đợi, thì trong thời gian bán đồ như phải hết, bỏ cuộc hết, cô bác anh em chừng đạo.
là từ cái ngày mà Đức Thầy Lâm Phàm cứu độ cho chúng sanh và đến cái ngày giáng mặt năm 1947 cho đến nay là 77 năm rồi. Và có rất nhiều người trong khi đó không có bền gan, nỗi thương nam nữ trẻ già trong thầy lâu quá sanh ra nặng lòng, bằng thông thiên vắng hương nồng của quyền bằng Phật càng trong lạnh lùng, để cho mèo đóng đầy chung lưu hương lũng xét bằng chồng ngửa nghiêng. Nỗi thương nam nữ trẻ già như vậy, bây giờ người gần cho đến kẻ xa khử tu nay đã lơ là phần đông rồi phải không? Rồi nước đóng mèo hương nồng vắng khối mà trai không ăn vắng gối không xem, nhiều ông trở lại say mềm, nhiều bà trở lại khi thèm chồng cao, có phải là có bệnh gan không? Thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng tôi biết những người có bệnh gan đó là người gì. Đó là bệnh gan là kiên trinh mà chịu lúc nàng tai, đúng không? Nàng tai bây giờ trong giai đoạn này nè, kiên trinh mà chịu lúc nàng tai, dẫu có gian nan dạ chớ này, vàng đá bao phen cân nước lửa, chị thao lắm chuyện lúc non hài, bệnh gan nè, không phải bệnh gan, mà bệnh gan để chi? Bền gan chờ đợi ngài xâm hiệp. Bền gan chờ đợi ngài xâm hiệp mà gắn chí trong mong bữa tiệc tha, vậy là có bền gan chúng ta mới chờ đợi cái ngài xâm hiệp được. Mà ngài xâm hiệp là cái ngày nào? Cái ngày mà gian dày sắm nổ, chuyển lưng kiển tiên lộ vẻ vui mừng, cha con bấy lâu nghĩa nọ tiêu mòn, ngày nay hiệp mặt hết còn thở than, là cái ngày đó, là cái ngày mà tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò. Hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa, mặt đau mới thảnh thơi, chợ gót hài, là cái ngày đó, là cái ngày mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là tớ, là thầy, là tôi, là chúa, là cùng nhau gặp, đó là bền gan chờ đợi ngài xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, không? Vậy là chúng ta gắn bền gan đi, để mà gắn chí trong mong bữa tiệc khai. Mà cái bữa tiệc khai đó là cái bữa nào? Cái bữa mà Đức Thầy cho chúng ta biết là buổi nhập tiệc phải trải qua trần pháo, khói mịt mù văn sát đầy đường, cuộc đời nay như ngựa buông cương khó dừng lại, gió cu lụp bập, tất nhiên là cái bữa tiệc đó, là cái bữa tiệc mà phải trải qua trần pháo. Mà nếu như chúng ta hởm bền gan là trong cái ngày đó làm sao có mặt. Thưa cô bác anh em chị đồng đạo, vậy thì bây giờ quý vị mình coi lại mình có bền gan chưa hả? Nếu như trong hiện tại chúng ta bây giờ đang tu tập đây đó, mà có chuyện gì đến với chúng ta đó, nhớ câu giảng Đức Thầy. Đức Thầy bảo cho chúng ta hãy bền gan. Bền gan tất nhiên là có gan chịu đựng, chứ không có gì trân trọng, phải không? Mà có gan chịu đựng đó là sao? Đối khổ nè, hoạn nạn nè, đau bệnh nè, người ta nói xấu mình nè, tất cả các việc cô bác anh em chị đồng đạo, mà chúng ta cũng bền gan như tuế nguyệt, tất nhiên ai nói gì đâu, không? Vậy thì bây giờ chúng ta cứ bền gan để tu tập nha. Rồi bây giờ sắt đá là sao? Là cứng cỏi, không có cái gì cứng bằng sắt, không có cái gì cứng bằng đá. Mà Đức Thầy mới ví dụ cho chúng ta thấy điên khùng làm như sắt nguội, cứng gì đó cô bác anh em trong đạo, sắt mà còn sắt nguội như vậy mới được, không cứng gì đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cái sự tu tập chúng ta lúc làm gỗ cho người chạm chỗ, lúc thì làm búa bổ vào tường, khi nhu hòa, khi phải can cường, cần phải biết tận tường mọi việc là chúng ta phải cứng. Mà phải cứng tất nhiên là chúng ta tu tập bao nhiêu những cái sự chuyện gì coi như là đến với chúng ta là chúng ta phải cứng rắn, không chịu đựng, đừng hèn yếu trước điều trái ngược, mà chớ rụt rè trong cuộc gian nguy, phải kiên trinh, phải đủ gan lì, thắng chướng ngại, thắng khi thử thách, phải cứng gì mới được, phải không? Là Phật tử quyết đi bị ngạn gai dài ném xanh cái nặng hồng trần, dù cho giảng khổ thiên tân cũng không ngăn cản mà lộ trình của người tu, cứng vậy đó cô bác anh em chân đạo. Còn cứng nữa tất nhiên là người tu chúng ta coi như là phải gắn gỗ, phải bền vững, phải không? Vậy thì bây giờ trong khi đó nếu như chúng ta cứng cỏi vậy, không ai xây lật chí hướng của mình được, mà nhất định dầu thống, dầu thác, dầu mòn, dầu tiêu, dầu nhiều, dầu ít gì đó, thì chúng ta coi như là cũng phải theo Thầy. Vậy là cái cứng của chúng ta đó là Đức Thầy cho chúng ta biết đó là tánh ngay thẳng, ta không dời đổi.
dầu tan xương nát thịt chẳng màng. Cứng vậy đó, cứng đánh đổ mà dầu tan xương nát thịt gì coi như là cũng không màng thôi. Miễn làm sao giờ chúng ta còn tu thông, vậy đó mới cứng được. Cô bác anh em dùng đạo còn cứng gì mà trong khi đó nó cứng cứng vậy đó, mà tới chừng đụng chuyện đầu bắt đầu trong khi đó chạy quanh chạy quốc thang. Mà cái thang này Đức Thầy coi như là trong khi đó là Đức Thầy không có khen, phải không? Có khen không? Thưa cô bác anh em dùng đạo, nên Đức Thầy nói trong một giáp ân cần si tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đừng than nghe cô bác anh em dùng đạo. Thôi chưa quý vị, vậy thì bây giờ chúng ta phải cứng cỏi, phải gắn gọn và phải vượt qua những cái kiên trinh thử thách đó. Thưa chưa quý vị, cho nên thắng trần tục thung dung thanh nhã, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền chớ nên nhu nhược, phải nên can cường cẩn. Đời dù có mật đường cách mấy cũng thẳng, nhưng cái giấy ta vào đừng chịu theo tánh khát khao thì làm mới khỏi rơi vào lưới chồng. Vậy đó mới cẩn ra. Rồi bây giờ đến cái chỗ là cái cương lĩnh thứ ba. Nãy giờ là bền gan rồi phải không, sắt đá rồi phải không, tới tu trì. Tới tu trì. Vậy thì bây giờ quý vị mình tu rồi đó, có trì chưa vậy hả? Hả? Có trì chưa? Vậy thì bây giờ tu đó là sao? Tu là cúng lại nè, tu là ăn chay nè, tu là niệm Phật nè, tu là làm lành nè, tu là bố thí nè, tu là nhẫn nhục nè, tu là giữ giới nè. Rồi quý vị gà sát lại, có trì chưa vậy hả? Có trì chưa? Không. Thưa chưa quý vị. Bây giờ tu là cúng lại cũng phải coi như là trì, tất nhiên hai thời không bỏ. Rồi niệm Phật cúng trì nữa, tất nhiên là bây giờ niệm Phật phải đều đều, không bốn. Làm lành cũng phải trì, ai nói nặng nói nhẹ hơn thôi gì cũng phải trì, không bốn, không bỏ. Giữ giới chúng ta cũng phải trì, là chữ Nam Mô trì giới giữ trái trì, thấy không? Nấu xuông vậy đó. Mà gà lại cái hành đạo mình coi bây giờ có thật sự được gì chưa? Nếu chưa đó thì quý vị làm ơn gà lại coi mình coi như là trong khi đó trong thời gian tu tập mấy chục năm rồi, mà bây giờ chúng ta có trì chưa vậy? Nếu chưa trì làm ơn trì giùm cái. Các bác anh em dùng đạo, thấy không? Không trì bây giờ nó rớt chứ có gì đâu. Mà nhất là nhẫn nhục á, bây giờ quý vị mình có trì chưa vậy hả? Nếu mà không trì đi hen, người ta đụng tới bắt đầu nổ xung thiên lên, nổ ba đào lên, thì cái chỗ này chưa trì. Thưa cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ chúng tôi phân ra có những cái tu trì mà người tu chúng ta coi như là có được hay chưa. Nếu được là chúng với câu giảng này, nếu chưa được thôi thì ráng ngang, ráng tu trì cô bác anh em chứ đồng đạo. Thôi bây giờ cái thứ nhất tu trì là cái hiếu đạo của mình đó. Đối với cha đối với mẹ đó, mình có tu trì chưa vậy hả? Mà câu này Đức Thầy có bảo cho chúng ta biết mà, tu trì là phải như vậy. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói sao? Đức Thầy nói nếu ai biết chữ, chữ gì? Chữ tu trì. Vậy thì bây giờ chúng ta biết chữ tu trì thì sao? Cha mẹ còn sống, vậy thì cho ăn. Cái này phải tu trì không? Mà nếu như chúng ta không hiếu thảo đối với cha mẹ, tôi nói tôi tu trì gì? Tu trì chỗ nào? Lúc sống thì chẳng cho ăn, mà đến khi lúc chết mình làm văn tế rồi chứ làm gì, phải không? Mà không lo cho cha mẹ. Cô bác anh em dùng đạo, vậy thì bây giờ con người chúng ta có hiếu thảo đối với cha mẹ là tu trì đầu tiên. Cho nên chương trình nghi vấn chúng tôi không có trình bày nhiều, mà lấy cái ý chính vậy thôi nghe cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ trong bổn phận người con, tất nhiên là đối với ông bà cha mẹ là chúng ta phải có sự tu trì, tất nhiên lo hiếu thảo. Mà con người chúng ta không hiếu thảo, tất nhiên là không bao giờ thành Phật chi tiên gì được hết. Hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh vô vi Phật hạnh, dục đắc đạo đồng chư Phật tiên tu, hiếu dục nhị thân. Hạnh hiếu đó là hạnh Phật, mà tâm hiếu đó là tâm Phật, muốn đắc đạo cùng với chư Phật là trước tiên chúng ta phải thực hiện cái chữ hiếu. Không, bây giờ một bạn nghe, tu trì là một là tu trì, tất nhiên là hiếu thảo đối với cha mẹ, phải không? Phải không quý vị? Rồi bây giờ cái giai đoạn thứ hai, ai tu cũng mong mỏi sống được đời thượng quan thánh đức, phải không Tư? Mình mới ăn chay, mới niệm Phật, mới làm lành nè, làm mong cầu,
đặng mà sau này chúng ta sống được đời Thượng Quan Thánh Đức. Mà muốn sống được đời Thượng Quan Thánh Đức là chúng ta phải làm sao? Cúng lại, ăn chay, niệm Phật và mong muốn một ngày nào đó đến thời kỳ Thượng Quan chúng ta sống được, đó là tu trì nguyện ước cầu mai. Là chúng ta tu trì nguyện ước cầu ở nơi tương lai. Ai cũng mong cầu tương lai mình sống được đời Thượng Quan chứ. Mà ở đây tu trong thời gian bắt đầu, trong khi đó gặp hoàn cảnh gì khổ khó rồi bắt đầu buông lái. Không, làm sao gọi là tu trì? Không, thưa cô bác anh em dân đạo. Đó, vậy thì bây giờ chúng ta coi như là phải bền chí, phải kiên gan, phải dẻo dai. Mà phải tu hoài chứ không nên bỏ cuộc, nên gọi là tu trì nguyện ước cầu mai. Nha. Rồi bây giờ ai cũng mong mình giải thoát, ai cũng mong mình thành Phật, ai cũng mong mình coi như là tu được giảng sanh về thế giới cực lạc. Quý vị mình có mơ không? Có không? Có không? Nếu có là quý vị mình phải tu trì bằng cách này. Cách nào? Cái cách mà Đức Thầy cho chúng ta biết, nếu như ai biết chữ tu trì, theo nữa, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Là tu trì là phải bình tĩnh, là tu phải bình tĩnh, phải có trí huệ và phải tu ăn sâu vào trong Phật pháp thì nó mới gọi là tu trì. Còn cái kiểu chúng ta tu mà cái kiểu lơ khơi, không đi đám làm tầng, đi đám dỗ, đi cầu nguyện, đi bất cứ coi như là chuyện gì cũng đi, thả cá phóng sanh, đi núi đi non, đi cứu trợ gì cũng đi chân á, mà không có trì, mà đụng chuyện rồi một cái bắt đầu cái buồn, rồi làm sao trong khi đó mà được đặc huệ? Phải không? Muốn đạt huệ thì phải bắt sâu, tất nhiên là tâm bình tĩnh mới được thì phát huệ. Thì bây giờ tu cách nào? Cách làm phước, làm doan gì quý vị cũng nhớ câu Nam Mô A Di Đà Phật, để cho cái tâm chúng ta bình tĩnh, nó mới phát huệ, nó mới tu trì. Vậy thì bây giờ ở đây qua câu giảng này được đồng đạo nêu lên, cho nên chi tiết rộng quá thì nó quá dư qua cái đề tài nguyên vấn. Cho nên bây giờ là bền gan sắt đá sòng nâu tu trì, là muốn xem bốn chữ Long Châu như giờ đã kể. Một là dư địa, hai là danh địa, là cái nơi chiến địa sau này mà chúng ta muốn thấy chứng cảnh đó, là phải ba cái điều kiện. Một là phải bền gan, hai là phải sắt đá, ba là phải tu trì. Mà trong tu trì đó là một là phải hiếu thảo, hai là chúng ta cầu nguyện hàng ngày để chúng ta coi như là cầu mai tương lai sống được đời Thượng Quan, ba là chúng ta phải giữ làm sao cho cái tâm bình tĩnh để mà được phát huệ. Nghe, được phát huệ chứ đừng có phát quạo. Đạo. Tu lâu trong thời gian không phát huệ mà phát quả không dậy, làm sao mà trong khi đó thành Phật như tiên gì được, phải không? Các bác anh em dùng đạo. Thôi thì qua hai câu giảng này chúng tôi trình bày đến đây xin tạm dừng, và xin trả lại cho dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bằng thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật. Đồng đội 6 đi. Đồng 6 tu sĩ cũng lâu đời quý vị, lên đây để hỏi chư tư, đặt câu hỏi vậy, cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin hỏi ông giảng viên Tư Phương giải thích. Đức Thầy có nói ta là một đại đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni ở bên Ấn Độ, mà Đức Thầy ở bên Độ tên gì, đệ tử thứ mấy? Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý vị, ở đây đồng đạo đặt lên cái câu hỏi mà câu hỏi nằm trong giáo lý đâu đó rõ ràng, phải không? Thưa chứ quý vị, vậy thì bây giờ đồng đạo mới đặt lên câu hỏi, hỏi qua cái ý là tôi không quên tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đạo Phật không những truyền bá ở Thiện Lâm mà còn phải thực hiện trên con đường chánh trị, là Đức Thầy đối đáp với ông Hùng Quyên, cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi là thắc mắc, bây giờ là đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi xưa vậy, tất nhiên là cái ông nào và tên gì vậy? Câu bác anh em chứ đồng đạo. Ở đây chúng tôi nhận biết đó nghe, là riêng cá nhân tôi, còn cái sự nghiên cứu quý vị mình đó, thì bây giờ có ông nói ông này, có nói ông khác, câu bác anh em chứ đồng đạo. Vậy thì bây giờ chúng tôi xin thích nghi, và trong khi đó trình bày cùng với quý vị theo dõi nghe, nghiên cứu nghe, rồi trong khi đó góp ý. Chứ thật sự ra cái này coi như là mình cũng tìm hiểu thôi. Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ có người cho coi như là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ông Văn Thù, mà Đức Thầy còn nhắc lại là Văn Thù Bồ Tát từ bi chèo thiền Bát Nhã, cứu thị trần gian, gió đưa lướt sóng bườm lan, rước người tu niệm xê sang thủy tình. Nhưng mà xét về lịch sử của Phật giáo đó,
là ông Văn Thù, khi mà trong khi ông xuất hiện ra đời là ông trợ đương là Bồ Tát, trợ đương Phật sự cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải đệ tử. Văn Thù Phổ Hiền cũng như là cái ông Duy Ma Cật là trợ đương Phật sự thôi, chứ đâu phải đệ tử, phải không? Rồi bây giờ trong đó là có thập đại đệ tử, trong đó coi như là có Ma Ha Ca Diếp, và trong đó Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Phú Lâu Na Ca, Chiên Viên La Hầu La, vân vân, trong đó thập đại đệ tử. Và trong thập đại đệ tử đó thì đó là tất nhiên là 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà trong khi đó chúng ta xét lại coi cái ông nào là coi như là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi bây giờ 33 vị tổ tất nhiên là được nối truyền coi như là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ Ma Ha Ca Diếp, A Nan, Thân Na, Hòa Tu, U Ba Cúc Đa, mới truyền dài xuống Bát Nhã Đa La, rồi Đạt Mã Tổ Sư, rồi Huệ Khả Tăng Sáng, Đạo Tính, Ngũ Tổ Quần Nhẫn, cho đến Lục Tổ Huệ Năng, ông nào cũng đệ tử hết. Vậy thì bây giờ ông nào là đệ tử coi như là đại đệ tử của Đức Phật? Thưa các bác anh em dòng đạo, đây chúng tôi xin bàn cùng tới với tất cả chư quý vị đó. Bây giờ cái biết của tôi nhan cho họ, tôi không phải nói là trong đây tròn vẹn, mà cái biết của tôi xác định là ông Ma Ha Ca Diếp. Cô bác anh em trong đạo, tại sao bây giờ đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có rất nhiều ông mà bây giờ là lại nó ông Ma Ha Ca Diếp đó là sao? Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ quý vị được biết khi Đức Phật tịch diệt, bây giờ tại Ta La Sông Thọ, tại nước coi như là Ma Kiệt Đà, cách thành Dương Xá nước Ma Kiệt Đà 500 dặm, và trong khi đó là ông Ma Ha Ca Diếp đã tịch diệt rồi, và có 2500 vị đệ tử coi như là chung quanh Đức Phật đã di giáo xong, mà đã liệm vào trong kim quang rồi đó, liệm vào trong kim quang rồi, thấy không? Chờ có quả tam mũi coi như là để mà thiêu xác. Vậy đó mà ông Ma Ha Ca Diếp ông ở nghĩa địa, trong khi đó chưa có về kịp, cô bác anh em chứ đồng đạo. Mà tới chừng ông Ma Ha Ca Diếp mà vừa tới rầu đó, cô bác anh em chứ đồng đạo, là cái kim quang của Đức Phật đó là cái kim quang bằng vàng. Vậy đó mà trong khi đó đó là Đức Phật mới duỗi cái bàn chân chỗ ra coi như là cái kim quang, để cho ông Ma Ha Ca Diếp để mà nhìn cái bàn chân và hung cái bàn chân và cái tiên liệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mới bảo ông Ma Ha Ca Diếp phải là đi theo dấu chân của Ngài. Quý vị mình thấy chưa, 2500 vị đệ tử mà không có ông nào, mà trong khi đó Đức Phật lại mà duỗi cái bàn chân, mà ông Ma Ha Ca Diếp vừa về tới rồi Đức Phật mới duỗi cái bàn chân ra. Cô bác anh em chồng đạo, rồi một ý thứ nhất và một ý thứ hai nữa. Ý thứ hai nữa là ông Ma Ha Ca Diếp á, là trong đó 1250 vị đệ tử, mà tại sao Đức Phật không truyền y bát cho ông nào mà lại truyền cho ông Ma Ca Diếp? Không, cho nên có một lần nọ tại Bửu Tọ, tại chỗ núi Kỳ Xà Quật, lúc bây giờ hỏi cô hỏi coi như là tất cả, coi như là tất cả các vị đệ tử và có tất cả các thánh chúng và cái hàng Bồ Tát, lúc bây giờ Đức Phật mới đưa lên cái hoa sen và mỹ ý Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là muốn truyền thừa cái y bát, nhưng mà không có ông nào hiểu ý, không ông nào hiểu ý trơn trọi, coi như là có hàng Bồ Tát là không biết bao nhiêu, coi như là trăm vị Bồ Tát. Vậy đó mà trong khi đó ông Ma Ha Ca Diếp mới mỉm cười đắc ý và ngộ pháp và được tương thông với coi như là tâm Phật, với tâm của Ma Ha Ca Diếp. Đức Phật mới thốt lên nói rằng: Ngư hổ chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, di diệu pháp môn bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền kim phú tháp Ma Ha Ca Diếp. Cái nghĩa nó như thế này là ngư hổ chánh pháp, tất nhiên là hôm nay ta có chánh pháp nhãn tàng. Nhãn tạng tất nhiên là cái con mắt ở trong tâm, gọi là nhãn tạng. Niết bàn diệu tâm là niết bàn ở nơi tự tâm, thật tướng nhưng mà vô tướng, di diệu pháp môn bất lập chân tự, có nghĩa là không dùng chân tự bên ngoài. Di diệu pháp môn bất lập chân tự, giáo ngoại biệt điền, có nghĩa là truyền thừa một người thứ ba không biết. Giáo ngoại biệt điền kim phú thác Ma Ha Ca Diếp, hôm nay ta phú thác cho Ma Ha Ca Diếp làm sơ tổ, nấu truyền cái chánh pháp của chúng ta, nói chung của Đức Phật. Vậy thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ, bây giờ
ở trên thế gian này tôi nhân cách quá thôi, thấy không? Bây giờ có một cái vị giám đốc, có một cái vị trưởng giả nào đó muốn kế thừa cho cái người mà gần gũi mình nhất, đó là kế thừa cho ai? Có phải là người đệ tử trung thành không? Người đệ tử trung thành mới kế thừa. Vậy thì bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa kế thừa cho Maha Ca Diếp phải là đệ tử trung thành mới kế thừa. Nếu như ông Maha Ca Diếp không coi như là trung thành thì làm sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài kế thừa? Vậy thì ông Maha Ca Diếp sống tới 120 tuổi duy trì cái chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau khi ngài tịch diệt, không phải giống như tất cả các vị đệ tử khác mà ngài đi đến núi Kỳ Xà Quật ôm cái bình bát y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi ngài mới chẻ cái núi Kỳ Xà Quật tàn hình vô trong đó ẩn tới giờ. Ẩn tới bây giờ, trong khi đó là lịch sử Phật giáo cho biết rằng ông Maha Ca Diếp ôm cái bình bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ẩn trong cái núi Kỳ Xà Quật, chờ đến cái ngày Đức Phật Di Lặc xuất hiện là cái y bát này mới truyền thừa lại cho Đức Phật Di Lặc lập cái hội Long Quang. Còn kể từ Maha Ca Diếp cho đến A Nan Thân Na Hòa Tu U Ba Cúc Đa là truyền thừa, là truyền thừa y pháp, chứ đâu có thiền chùa truyền thừa y bát. Truyền thừa y pháp không hà, suốt 33 vị tổ là truyền thừa y pháp chứ không có truyền thừa y bát. Y bát của Đức Phật giờ vẫn còn nằm trong cái bàn tay mà của ông Ma Ca Diếp. Vậy thì hôm nay Đức Thầy nói là tôi không quên, tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì đến cái ngày là hội Long Hoa là ai? Là ông Di Lặc, phải không? Phật Dương đã chỉ rõ mái vị quyền chuyển lập hội Long Hoa chọn những đấng tu hành cao công hoàng. Rồi Đức Thầy hôm nay có cái sứ mạng đó, sứ mạng gì? Lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiện đức được là bao nhiêu, tất nhiên là cái ngày lập hội Long Hoa đó. Thì bây giờ ngài là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là ngài Maha Ca Diếp, khi Đức Phật Di Lặc giáng thế ngài xuất hiện, không? Ngài xuất hiện trong cái hậu Long Hoa đó để mà coi như là trao y bát lại cho coi như là Đức Phật Di Lặc để mà lập lại cái hậu Long Hoa. Vậy thì bây giờ có cái ngày hậu Long Hoa đó thì Đức Phật cho chúng ta biết kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh địa thượng hữu thọ hình tự kim long long thượng khai hoa cố giết Long Hoa thắng hậu nhân dân thọ dụng cảnh giới do như hữu tại thiên cung đau lợi thiên thượng. Nghĩa là lúc bây giờ mặt đất không có gò nóng hầm hố, gọi là kỳ địa bình chánh vô hữu khâu khanh. Rồi địa thượng hữu thọ, tất nhiên là ở trên cái mặt đất là có mọc lên cái cây nên gọi là địa thượng hữu thọ. Hình tự kim long là giống như là cái con rồng vàng, mà long thượng khai hoa có viết trên đầu rồng đó là có chỗ qua cái hoa nên gọi là Long Hoa. Mà nhân dân thọ dụng cảnh giới, tất nhiên là con người sống là ở trong thời kỳ đó do như hữu tại thiên cung đau lợi thiên thượng, giống như là cái cung trời đau lợi. Vậy bây giờ đến cái ngày lập hậu là ông Ma Ca Diếp, và trong khi đó là sẽ xuất hiện và trao cái y bát đó để mà cho coi như là Đức Phật Di Lặc. Vậy thì bây giờ cái biết của chúng tôi là như vậy nghe. Tất nhiên là tôi không quên, tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là chúng tôi được biết là ông Ma Ca Diếp cho mai trơn trời cô bác anh em trong đạo là bây giờ đang chờ ngài mà, không đang chờ ngài để mà trong khi đó xuất hiện để mà đến cái ngày lập hậu Long Hoa có mặt. Vậy thì bây giờ cái câu này Đức Thầy nói tôi không quan tâm, là một đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trung thành là phải giữ gìn cái bát đó để mà chờ ngài lập hậu. Được chưa quý vị? Vậy thì bây giờ qua câu này chúng tôi trình bày đến đây đó thì chúng tôi chỉ xác minh vậy thôi, nhưng mà bây giờ quý vị mình được biết đó là Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Nó có người nói Đức Thầy là ông Cử Đa, có người nói Đức Thầy là ông Nguyễn Trung Trực, có người nói Đức Thầy là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, có người nói Đức Thầy là ông Văn Thù Sư Lợi, có người nói Đức Thầy là các vị coi như là trong khi đó lâm phàm cứu độ cho chúng sanh không biết bao nhiêu ông ha. Nhưng mà Đức Thầy xác định cho chúng ta biết qua câu này: chừng sau đó hậu rồng mây người đời mới biết điên này là ai, chứ giờ chưa biết nghe. Bây giờ chúng tôi với bàn vậy thôi nghe không? Bây giờ chừng sau đến hậu rồng mây người nào mới biết điên này là ai. Tất nhiên Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh là như vậy, thì bây giờ chúng ta chỉ biết như vậy, thì bây giờ chúng ta ráng tu tập đi thì sau này chúng ta sẽ được gặp Thầy. Rồi Thầy trong khi đó là ai là chúng ta biết liền. Cô bác anh em trong đạo, thôi giờ đến đây chúng tôi xin tạm dừng và xin trả lại dân chủ ý kiến quý vị. Nếu có điều chi bàn thêm thì bàn, không có xin phép cho thông qua. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua đề thứ nhì thì đồng đạo Sáu Tương đã hỏi câu này, hỏi lại dân chủ có đồng ý không đồng đạo Sáu Tương? Đồng ý không? Chiều sáng hôm nay thôi vậy, dịp nào hỏi nữa ha. Thôi vậy đến đây đề tài thứ ba thì kính mời đồng đạo Sườn đi lên đây để đặt câu hỏi cho chú Tư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi ông giảng viên bốn câu mà đại sư chưa hiểu. Ở đây nhờ ông giải, ở đây chúng tôi hiểu và ở đây lãnh hội chung. Mà Đức Tôn Sư cho biết, dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi mà phỉ báng ông cha, thấy dân tình ngâm xem giảng ngâm nga, lão xót dạ đôi lời cần tố. Mà cái dấu bút tích như thế nào mà tuôn bay theo gió ra sao? Rồi là dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi mà phỉ báng ông cha, cái sách chi mà phỉ báng ông cha là ai? Rồi thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão xót dạ đôi lời trần tố. Nhờ đây ông giải, ở đây chúng tôi hiểu và đây lãnh hội chung. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý vị, tiếp theo là được đồng đạo nêu lên trong hai câu giảng của tổ thầy bốn câu mà trong bốn câu đó là dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ báng ông cha, thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão xót dạ đâu lời trần tố. Thưa chư quý vị, qua bốn câu giảng mà được đồng đạo Sườn nêu lên, chúng tôi được biết là được trích xuất từ trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh. Và cái bài Diệu Pháp Quang Minh này đó là Đức Thầy viết vào ngày mùng 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940. Và có tất cả vậy đó là 244 câu, mà đồng đạo chỉ trích ra trong đây hai câu cho chúng tôi bàn. Thưa chư quý vị, bây giờ muốn biết được cái dấu bút tích tuôn bay theo gió đó, thì quý vị mình giấu lại hai câu giảng của Đức Thầy trong bài Diệu Pháp Quang Minh. Đó là: đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Mới tới hai câu này, dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ báng ông cha. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói cho chúng ta biết đó là dấu bút tích sở dĩ mà nó tuôn bay theo gió đó là tại vì cái đứa hai lòng. Đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi thì đáng thùa thẹn với cây cũng có, phải không? Vậy thì bây giờ quý vị mình được biết đó là cái dạng người hai lòng, là cái dạng người này là không có hết lòng đối với coi như là tổ quốc, không hết lòng đối với Phật Pháp. Thì bây giờ dấu bút tích này là phải tuôn bay theo gió, đâu có còn giữ gìn gì hết, phải không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy viết trong cái bài Diệu Pháp Quang Minh này, quý vị mình đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược đi, 16 tác phẩm, mà tác phẩm nào cũng nói trung nịnh hết. Mà Đức Thầy coi như là để nói lên cái người nịnh là Đức Thầy xách mé ra cho chúng ta biết cái dạng này dạng nịnh, cái dạng này không nên theo nè. Còn cái dạng người trung nè, cái dạng này coi như là phải coi như là cố gắng để làm theo cái gương tốt. Không. Nên Đức Thầy mới nói nè: thương trung thần, ghét nịnh mặt lì. Thương trung thần mà ghét cái nịnh mặt lì, dám thiết kế mà hại tôi Lương Đông. Rồi Đức Thầy mới nói trong bài Xuân Hạ Tác Cuộn Thơ, nói là ghét dòng con nịnh độc xà. Cái con nịnh nó là độc xà, là có con cắn độc, phải không? Ghét dòng con nịnh độc xà mà khinh khi trung nghĩa mà hải hà lòng nhân. Quý vị mình nghe lại đây, nghe nhiều đoạn nghe. Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại thôi nghe, chứ thời gian không có. Đức Thầy nói: chương ban xương đành quên nhân, ngỡ nở thủ hoàng vua Tống Khâm Tôn. Xem chuyện xưa mà bắt hết hồn, gớm cho kẻ thai lòng đổi dạ. Đây là nịnh. Mới gã tần cối ít ai còn lạ, dũng mưu thầm giết thác nhạc phi. Nịnh không, nịnh. Rồi bây giờ chung nè,
Đức Thầy mới nói quan công hầu gìn chặt nghĩa ân dược năm ải về thăm huynh trưởng. Kẻ nghĩa khí thiên kim dạng lượng lũ nịnh thần. Sách sử nào khen? Đúng không? Lũ nịnh thần sách sử nào khen? Xem tích xưa thẹn với bóng đèn đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Lại câu sự sống như tiên nưa nữa mê mồi thơm như cá lục châu. Sao chẳng lo thất tỉnh hoài đầu cho khổ thẹn với người thiên cổ. Phải không? Rồi bất lợi Đức Thầy mới nói qua cái giảng là nịnh nữa nè. Đức Thầy nói là thấy tiên mù xô xuống giữa dòng, nhìn trịnh thâm lão bắt mũi lòng, than cặn kẻ kêu dân sớm tỉnh. Nịnh, phải không? Rồi bây giờ thở hiến đế có nhà họ Đổng cũng chuyên quyền muốn tiếm giang sơn là ân Đổng chát, phải không? Nhờ tư đồ, tất nhiên người đó là người Trung, nhờ tư đồ thiết lập liên hoàn nghiệp nhà Hớn mới ăn một lúc. Rồi cảnh gian nan như Lưu Hoàng Thốt đó qua ở nhờ Viên Thiệu Dung Thân. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói Trung định hết cô bác anh em trong đạo đó là nói bên Tàu, không, nói bên Tàu. Thôi giờ nói Việt Nam mình nè, cô bác anh em trong đạo, nói Việt Nam của mình bây giờ là sách sử còn ghi biên thư, ghi biên những kẻ quá lương thiện một mực trung thành với Phật tiên. Vậy bây giờ Việt Nam của mình ai? Ông Nguyễn Trung Trực. Quý vị mình còn nhớ không? Ngày 28 tháng 8 năm 1868 bị Pháp bắt được, coi như là ông Nguyễn Trung Trực cái dời lên tới coi như là trên Sài Gòn. Và biểu dụ, nếu như ông đầu hàng giống như ông Quỳnh Công Tấn đi, tôi cho ông chức lãnh binh mà còn hơn ông lãnh binh Tấn nữa. Giao cho ông tổng soái coi như là 6 tỉnh miền Tây. Ông Nguyễn Trung Trực nói thôi cũng được. Bây giờ các ông giao cho tôi trực một cái chức vụ nào mà chém được đầu tay thì tôi lãnh. Còn những chức này tôi không có lãnh. Cô bác anh em trong đạo. Cuối cùng ngồi nó phủ vũ không được, nó mới đưa về Kiên Giang gạch giá. Và ra lệnh coi như là biêu đậu. Trong ngày 28 tháng 8 năm 1868 là cái dòng huyết anh linh của ông Nguyễn Trung Trực bây giờ vẫn còn. Từ coi như là ở Kiên Giang, An Giang, Gạch Giá và cho tới coi như là Đồng Tháp mình, Vĩnh Long là coi như là 27 cái đền thờ của Nguyễn Trung Trực. Thấy không? Mà quý vị bây giờ có xem được cái đền thờ nào của Quỳnh Công Tấn không? Có không? Đâu có đâu. Nịnh mà ai mà ưa mà mình thở. Không? Nịnh không ai ưa chứ. À, rồi bây giờ trở lại đồng đạo của chúng ta bây giờ là nịnh có ai ưa không? Có ai ưa không? Hoàn toàn không ai ưa hết cô bác anh em chúng đâu. Vậy mà sao nữa? Hả? Tôi nói quý vị mình giờ đó là nói ra có nhiều khi bị dính bị kẹt. Quý vị mình thấy đó nghe, câu vô tiếng đó nghe, cái ông mà xuất hiện ra nịnh đó nghe là ghét muốn đắp cái vô tiếng liền, phải không? Mà vậy đó mà mình phải nịnh. Có không? Ai khen mình phải. Có không mấy chị? Khen người ta nịnh mình chứ chị. Mà mình làm điều tốt, điều phải vậy mà lại chê một cái là mình không ưa rồi. Mình ghét nịnh mà mình khoái nịnh. Là sao? Cái này có không? Có luôn nghe. Ừ. Có ai mà chịu chê không? Mà trong sách Nho nói đạo ngô hảo giả thị ngô tặc. Không, đạo ngô ác giả thị ngô sư. Người ta nói xấu mình là thầy mình đó. Còn người nói tốt mình nó là giặc của mình đó. Mà mình phái giặc hơn, mình phái coi như là thầy mình. Nói vậy mai mốt đừng chê tôi nghe. Tôi cũng nịnh lắm. Không, mà tôi nói tâm lý quý vị mình thấy có không? Nó có đó chứ không phải không có đâu. Đó. Vậy thì bây giờ qua câu này đó là dấu bút đất tuôn bay theo gió, là những cái sách vở để lại ghi vào trong sách vở toàn là bút đích đó đó. Mà bây giờ trong khi nó lật ra bắt đầu đó, nó không dám coi. Nghe đồng đạo sườn. Không có dám coi. Nó coi bây giờ đụng chạm mình tùng lum chân rồi sao. Lật bỏ qua, lật bỏ qua giống như Lưu Khánh nó thầm rượu vậy đó. Tới chừng thầm rượu rồi lật cái bản bài bỏ. Sợ đụng chạm. Cho nên mình cũng vậy nữa. Coi qua giáo lý chỗ nào Đức Thầy nói đó hen, đụng chạm tới mình bắt đầu mình xếp lại sợ đụng. Thánh ngay thẳng ta không giờ đổ. Mà thánh ngay thẳng ta không giờ đổ, mà giờ đổ chỗ nào? Đúng là đúng. Mình á là trong khi đó ngay thẳng không dời đổi, mà cái người ta coi như là không có ngay thẳng. Người ta sợ đúng.
tôi nói quý vị bây giờ để ý thử có không nghe. Mình có phạm giới một cái điều gì đó ha, mỗi khi mình cúng lại đọc cái bài nguyện thôi, nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành đấng giữ nguyện quy y theo mấy ngày tu hiện theo Phật đạo là cái mặt quý sĩ liền, không dám liền. Có khi nhìn cái chân dung đức thầy mà không dám nhìn thẳng nữa, sợ không. Mình nhìn đâu đức thầy nhìn đó, nhìn đâu đức thầy nhìn đó, cái kiểu này mình phạm gì hôm nay nè. Bây giờ trong đi đó không dám nhìn thầy nữa, sợ đụng lắm cô bác anh em chứ không đạo. Đó, vậy thì bây giờ trong khi đó dấu bút đích tuôn bay theo gió, tất nhiên là trong khi đó chúng ta sợ đụng chạm, mà trong khi đó chúng ta không dám làm. Rồi học sách chi phỉ bán ông cha, thấy dân tình xem giảng ngâm nga lão sót giả đâu lời trần tối. Rồi đức thầy mới hỏi đặt lên câu hỏi, mà cái sách nào mà phỉ bán ông cha? Bây giờ tất cả các sách của đức Khổng Tử nè, bây giờ tôi hỏi cùng quý vị nè, Đại Học nè, Trung Dung nè, Luận Ngữ nè, Mạnh Tử nè, có sách nào mà phỉ bán ông cha không? Không có phải không? Không có. Tại sao quý vị học sách nào ạ? Cái sách này chắc sách ở ngoài đưa vô. Cái sách này bây giờ người ta là bán sách rồi, không có còn nữa. Mà học sách cái đó không hả? Tại sao bây giờ mình tu là Đại Học, Trung Dung, Luận Ngữ, Mạnh Tử, bây giờ sách nào cứ như là cũng kêu thờ cha kính mẹ hết trơn, mà học sách nào mà hủy bán ông cha? Tất nhiên là cha mẹ gì không kính gì trân trọng không. Cái sách này là thất truyền rồi mà bây giờ chúng ta lại theo cái sách đó. Thôi giờ nói luôn đi, cái sách này là cái sách cái như là đức thầy mới nói cho con một tinh tấn đó, là quý vị mình ra thôi đi là biết liền cái sách đó rồi, thấy không? Trong có một chánh tinh tấn đức thầy mới nói tín ngưỡng chân chánh và lướt tới phái vô thần luận, thường cho rằng thân xác tức là con người, thân còn tức là người còn, thân mất tức là người mất, không có thánh thần trời Phật, không quả báo luân hồi, cũng chẳng có tội có phước có vía có hồn, đời là thân xác, sống là tranh đấu, mạnh được yếu thua. Vậy thì bây giờ không trời không Phật, không vía không hồn, không cha không mẹ gì trơn, chỗ cái sách này nè, với sách nào nữa vậy? Chứ con người chúng ta trong khi nó sanh ra đời có cha có mẹ, phải không? Và có ông có bà, mà chúng ta không chịu học cái sách này. Con người có tổ có tông có cha có mẹ mới giống dòng cháu con, mà chúng ta không chịu học sách đó. Vậy thì bây giờ học sách chi phỉ bán ông cha? Bây giờ trong khi đó bây giờ những cái sách nào mà nó thuộc về phỉ bán ông cha, tất nhiên là chúng ta đừng học sách đó. Mà cái sách đó là cái là sách là văn minh, chứ không có gì lạ trên đồng đạo sườn. Văn minh, văn này, văn thịt, văn xương, văn luôn bác ái, tình thương đại đồng, văn con, văn vợ, văn chồng, văn luôn bác ái, văn lòng từ bi. Phải không? Nên đức thầy nói cho chúng ta biết cái sách đó là văn minh sửa mặt sửa mày đó. Áo quần láng mướt, ngày đại ăn chơi, dọn xem hình dốc lạ lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua, rồi trong tâm nhớ những điều tà, lời ăn tiếng nói thật là quá lanh, xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thờ những chuyện gì cũng là lừa, giấu vậy thì dân quê, người xưa có nói lại khinh chê, ông cha nè, hủ bại nè, u mê hơn mình, phải không? Học sách chi phỉ bán ông cha, cái ông cha ông nói theo đường lối vậy, tam ca nghe con, ngũ thường nghe con, nó trả lời nó hôi hủ bại rồi ông ơi, câu theo ông mới làm gì nữa giờ, không chê không. Sách chi phỉ bán ông cha, thưa cô bác anh em dùng đạo là cái sách đó đó. Vậy thì bây giờ nếu như người tu chúng ta là phải có tâm can, có phải có ngũ thần, phải có hiếu đệ lễ nghĩa liêm sĩ trung tính, và người tu chúng ta phải đi theo cái con đường lối coi như là của đức Khổng Tử chỉ dạy đó, tất nhiên là đó là cái sách xưa để lại cho chúng ta, cha với gái gán coi sử sách, đứng trung thần với kẻ thuyết trinh, dọn bề trong mới gọi đẹp xinh, chứ mang lốt bề ngoài chẳng tốt, không. Tất nhiên là sách đó. Vậy thì bây giờ học sách chi nãy giờ đã kể cùng với quý vị đó là cái sách nào đó mà nó chạy theo văn minh, chạy theo vật chất, không kể ông, không kể bà, không kể cha, không kể mẹ, thì làm ơn làm phước coi như là đừng có học dụng cái. Mà nếu như chúng ta mà học đó nghe, là kể như cuộc đời của chúng ta bị là tan nát te tua tàn tả, tan tác hết cô bác anh em dùng đạo, tại vì cái sách đó không có nhân quả, không, không có tin nhân quả. Rồi bây giờ chúng ta làm gì bây giờ, sau này bị nhân quả tới rồi, trong khi đó là mới tàn tạ te tua tan tác, không. Vậy thì bây giờ
Ở nơi đây trong câu này là đồng đạo nêu lên hết sức chí lý và sau cuối cùng thấy dân tình xem giảng ngâm nga đó lão xót giả đâu lời trần tố. Là xem giảng cứ ngâm nga không hà mà không chịu tìm nghĩa. Nãy giờ là tìm nghĩa đó. Còn chúng ta đọc thuộc nãy giờ đó là ngâm nga đó. Thấy không? Mà đã không tìm nghĩa thì làm sao biết được cái lời mỹ ý của Đức Thầy dạy. Thấy không? Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết thấy dân tình xem giảng ngâm nga. Là từ đây trở về sau chúng ta đã coi giảng giáo lý Đức Thầy. Đừng có ngâm nga. Mà phải làm sao? Nếu như bây giờ nếu như chúng ta biết được giáo lý Đức Thầy là thâm màu, thì bây giờ Đức Thầy mới nói là Dương Trần xem giảng cứ ngâm nga. Dương Trần xem giảng cứ ngâm nga không ạ? Nhưng mà ngâm nga đó hiểu nghĩa đáng kim ngà. Mà nếu như chúng ta ngâm nga mà được hiểu rồi đó hen là đáng kim ngà. Quyền bí nhiều lời chỉ thiệt sao bổn đạo ráng tìm cho cặn kẻ lòng hiền Phật độ khỏi tin ma. Ngâm nga mà hiểu nghĩa nó là đáng kim ngà. Còn mà nếu như mà ngâm nga đó mà không hiểu nghĩa đó thì ngâm nga diệt khổ tới bên A, bổn phận tu hiền phải lánh xa. Vậy thì bây giờ ngâm nga cứ ngâm nga hoài không chịu tu thì diệt khổ tới bên chứ sao không? Mà Đức Thầy cho biết ngâm nga diệt khổ tới bên A nghe, là tới bên nó không có chịu lo tu mà cứ ngâm nga không làm được. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này, thấy Dương Trần xem giảng ngâm nga lão xót dạ mới đôi lời trần tố, là nói lên cho tất cả các chúng sanh biết. Nếu như chúng ta tu mà có đọc giảng, có ngâm nga thì bây giờ làm ơn ráng tìm nghĩa dùm cái để mà cho chúng ta tu. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó là giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ. Ngày ngày gặp ta hoạch giả là nghe cạn lời, chứ có một hồi tìm hiểu nghĩa thì làm theo đắc đạo. Chứ đâu bây giờ đâu phải Đức Thầy nó bảo cho chúng ta ngâm nga không đâu, mà bảo chúng ta phải tìm nghĩa. Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta tìm nghĩa thì được đắc đạo, mà chúng ta không tìm nghĩa thì chúng ta tu không bao giờ thành công đắc quả. Vậy thì Đức Thầy cho chúng ta biết là không làm thì ắt mang heo, còn làm xong vượt khế qua đèo trong gai dứt đề tài thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. Thứ ba rồi chứ phải không? Thứ ba. Nam mô A Di Đà Phật. Thì còn cái đề này nữa là đề sau cùng. Có đồng đạo nào lên hỏi trực tiếp chứ tôi không có gì. Rồi chị mời đồng đạo Thi lên đây để đặt đề tài cho chúng tôi. Nếu không thì trong túi tôi cũng còn một cái đề tài đồng đạo cũng đang hỏi. Chị mời đồng đạo Thi. Mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Em Út có coi bốn câu mà em Út chưa có hiểu. Thầy nói ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chết để trong lòng. Nhà Quỳnh Phương nói nhà chẳng cho em Út học hỏi thêm đang em Út làm. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị ủng hộ cho dấn chổng chẳng hấp tay lên chơi quý vị. Và tiếp theo tiêu đề thứ tư là cái tiêu đề này là cái tiêu đề cuối cùng trong thời gian khoảng cỡ trên dưới 15 phút nữa. Quý vị mình cũng quan hỷ và trong cái thời gian như trên thì được đồng đạo Thi mới nêu lên trong giáo lý của Đức Thầy trong đó bốn câu. Mà trong bốn câu đó là ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tính tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chứ để trong lòng. Bốn câu giảng đó được đồng đạo nêu lên đó, đồng đạo cho biết là cái tánh ích kỷ là cái tánh gì, mà cái đạo cả nó là cái đạo đang sao vậy hả cô bác anh em chứ đồng đạo thôi chứ quý vị. Vậy thì bây giờ chúng tôi được biết bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết được trích từ trong quyển nhì. Mà quyển nhì tức là cái quyển kể dân của người khùng. Mà quyển kể dân của người khùng Đức Thầy viết vào ngày 12 tháng 9 năm 1939. Đức Thầy viết ở tại tổ đình và có tất cả 476 câu mà đồng đạo trích ra trong đây bốn câu cho chúng tôi bàn. Vậy thì chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả đồng đạo, tất cả chứ quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua bốn câu giảng nêu trên. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên đó là ai muốn tầm đạo cả cao sâu. Vậy bây giờ cái đạo cả đó đạo gì mà chúng ta cần phải tầm? Thôi cô bác anh em dùng đạo thôi nói cho mau đi, đạo cả tất nhiên là đạo lớn. Mà nếu nói qua cái chữ cả tất nhiên là không có cái gì lớn hết. Cái sông cả, cái biển cả tất nhiên là cái biển nó lớn. Mà con người cả tất nhiên con người lớn. Ví dụ như mà cái người miền Trung, miền Bắc, cái người cái như là sanh đầu tiên lớn nhất cái gọi là anh cả. Còn nếu nói qua cái đạo cả tất nhiên là cái đạo này lớn, lớn lắm cô bác anh em trong đạo. Vậy cái đạo cả này đạo lớn là đạo của ai? Cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thấy không?
Cho nên cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi là cái đạo Ma Ha, mà Đức Thầy hôm nay cho chúng ta biết là đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ Ma Ha thì Phật cứu khỏi nơi khó lường. Cho nên Ma Ha đó là đại đạo, mà đạo đạo tất nhiên là cái đạo lớn, mà cái đạo lớn tất nhiên là đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà hôm nay Đức Thầy hôm nay chân truyền trở lại, Đức Thầy mới nói ta là kẻ vô hình hữu ảnh ẩn sát phàm, nhìn đạo Thích Ca là cái đạo Thích Ca tất nhiên là cái đạo Ma Ha. Vậy thì bây giờ hôm nay Đức Thầy chân truyền trở lại là đạo của Đức Thầy hôm nay ra đời đây là Ma Ha, mà Ma Ha của Đức Thầy là dọn lại Ma Ha thòn nhỏ đã dọn rồi. Đức Thầy dọn lại nè, giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa cái nhà của đồng đạo cường này chứa đầy không hết, mà hôm nay Đức Thầy dọn lại, còn có cuốn sấm thi giáo lý tất nhiên trên dưới 500 trang là Ma Ha là cái đạo. Dọn lại tất nhiên là Ma Ha thòn nhỏ đã dọn gạo, chèo lái chương bùm chơi thả chơi. Ma Ha mùi ngọt mật cùng na cảnh thế nhìn xem lũ cáo sạc. Vậy thì bây giờ ở đây là đạo cả, là cái đạo Ma Ha, mà đạo Ma Ha là cái đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà hôm nay Đức Thầy hưng truyền trở lại đạo Đức Thầy hôm nay là đạo Ma Ha. Các bác anh em chúng đạo, vậy thì cái đạo Ma Ha của Đức Thầy là đạo cả, mà cái đạo cả đó là cái đạo á để mà phổ truyền cho tất cả các chúng sanh, đó là phải có lấy từ bi hỷ xả để mà thương người cứu cho tất cả các chúng sanh, là cái đạo đó mới đạo cả. Đây quý vị mình nghe lại đi, Đức Thầy mình nói cho chúng ta biết, ai mà còn dính dáng về vấn đề này đó hen là cái đạo cả, Đức Thầy không có rước về Phật được. Có không? Bây giờ Đức Thầy nói đây là tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo vì tiền không? Phật giáo vì tiền tất nhiên là chúng ta vì tiền phải ngửa nghiêng. Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, thiền từ nào rước lại Tây Thiên. Trần gian đầy dẫy người làm dối, đạo cả nào trong đến cảnh thiền. Phải không? Cái đạo Đức Thầy đạo cả nè. Mà ai còn vướng vô vấn đề mà tiền bạc như vậy đấy, thì bây giờ trong khi đó đạo cả không có tới được. Đạo cả nào trong đến cảnh thiền, nào mà trong đến cái cảnh thành Phật thành tiên được. Vậy thì bây giờ cái đạo Đức Thầy là đạo cả vậy. Vậy thì bây giờ gặp đạo cả mà can trường nhỏ hẹp như ruộng lo, ruộng to mà lúa lép đem gieo, nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, mà nếu tu như thế là khó siêu Phật đạt. Vậy thì đạo cả đó là vậy đó. Vậy thì bây giờ ai muốn tầm đạo cả cao sâu là cái đạo cả của Đức Thầy là cái đạo từ bi, cái đạo hỷ xả, cái đạo để mà cứu độ cho nhân sanh, chứ đâu phải cái ích kỷ không. Còn nếu như ai mà giữ cái tấm lòng ích kỷ, không bao giờ gần đuổi gũi được cái đạo cả của Đức Thầy. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này, tất nhiên là ai muốn tầm đạo cả tất nhiên là cái đạo này, là cái đạo của Đức Thầy, mà cao vừa cao mà lại vừa sâu. Là cái vừa cao sâu đó là đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Là cái đạo cao sâu là cái đạo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa vậy, hãy tìm kiếm cái không mới có. Thì bây giờ cái đạo Đức Thầy là cái đạo cả hôm nay cũng vậy, là bây giờ đạo á, là ai muốn tầm đạo cả cao sâu là cái đạo đó là phải hãy tìm kiếm cái không mới có. Nhớ nghe, hãy tìm kiếm cái không mới có, còn tìm kiếm cái có là không có. Vậy thì bây giờ xin hỏi cùng với quý vị nè, bây giờ đi đám làm từng có tiền không? Đi đám giỗ có 100.000 nào không? Đi niệm Phật có đồng bạc nào không? Không có phải không? Đi làm từ thiện suốt ngày có đồng bạc nào không? Không có. Mà không có là tìm cái không đó. Đạo cả là vậy đó. Hỏi cho bây giờ quý vị coi như đi tìm đạo cả, đi tìm đâu giờ? Đi đám làm từng nè, đi đám giỗ nè, đi từ thiện xã hội nè, đi niệm Phật nè, thì tìm đạo cả là ngay trong cái chỗ đó. Mà bữa nào quý vị mình đi từ thiện, đi xã hội, đi làm coi như là niệm Phật, vì có 100.000, 200.000 là bữa nay mất đạo cả rồi. Có quý vị, mình đi bữa nay trong khi đó tìm cái không mới có mới gọi là đạo cả. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu hả? Cao sâu hả? Tìm kiếm cái không mới có. Mà ai về đâu bữa nay đi bắt đầu lượm được 200.000, 300.000 đi đỡ cái nhà từ thiện, đi đỡ cái tham quan, đi đỡ hợp cá, vì kiếm 2-3 triệu. Cái đạo cả này phải là đạo cả không? Nói nó đụng chạm cùng với quý vị, thông cảm quan hệ cho nghe. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu hết tìm kiếm cái không mới có, mà tất nhiên là chúng ta đi tìm cái không.
mà tìm kiếm cái không đó là sao? Cho thấy mất nhưng không có mất, mà giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của ti mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất vô lòng chọn lựa là cái đó, tất nhiên là cái đó là cái không, thấy không? Rồi bây giờ trong khi đó chúng ta coi như là đem tiền của giúp ra đời, coi như là bố thí như vậy, tất nhiên là nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có bạc tiền đâu làm khó được ông, thấy không? Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân làng, đó là một trong ngàn công đức Đức Thích Ca chứa chất từ xưa dùng tiền như hạn cho mưa, bể non đó cũng chưa vừa đầy ân. Thì Phật xưa cũng sắc đằng tội tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai, thế mà ngài chứng Như Lai nhờ lòng bố thí nhờ hai nhân tử. Thái tử Sĩ Đạt Ta hồi xưa bỏ cung vàng điện ngọc quách thành thê tử vợ đẹp con ngoan, dấn thân vào trong rừng sâu núi thẳm, nói là tất nhiên tìm cái không. Thiền Long Phật Thích Thở xưa kia non tiếc rèn đa bát chính kìa, phải không? Tìm cái không. Còn mình đi trong thời gian không biết đi làm đạo làm sao mà về cất cái nhà, tìm cái đó mà sống trên chiếc xe, không biết đi tìm đạo mà đạo cả nào mà dạy mình vậy, không biết nữa, không đó. Vậy thì bây giờ ở nơi đây đó là Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết cái mục trên hay, tất nhiên là tu hành dương thế cậy đồng tiền, Phật giáo gì tiền phải ngửa nghiêng. Thì Bát Nhã chẳng đưa người tội ác, mà thiền từ nào rước lại Tây Thiên trần gian đầy dẫy người làm dối nè, cái chỗ này nè, người đảo cả nào trông đến cảnh thiền, phải không? Không có đến cảnh thiền đó được. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết ai coi như là bị trói buộc vào trong cái hoàn cảnh đó, thì Đức Thầy lâm phàm cứu độ cho chúng sanh. Đức Thầy mới mở xích xiềng cho chúng ta, đó là đen này sẽ mở xích xiềng dắt diều bát tánh gần miền tiên bang, là Đức Thầy mở cho mình cái xích xiềng. Nhưng mà có nhiều khi mình than nó, thầy ơi bây giờ cái xích xiềng tôi đeo quen rồi, thôi giờ Đức Thầy để cho tôi mang đi, chứ giờ mở ra coi không có được. Cho nên Đức Thầy nói ai ai cũng cứ tham tiền, thấy không? Ấy là đem sợ xích xiềng trói thân, tự mình trói mình. Đâu chỗ khác Đức Thầy nó tham chi giả tạm của tiền, ấy là đem sợ xích xiềng trói thân, đúng không? Thì mình xích xiềng trói thân rồi, Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết mấy ai mà được lòng thiền với điên. Điên này sao mở xích xiềng nè, Đức Thầy mở. À, Đức Thầy mở cho chúng ta, điên này sao mở xích xiềng dắt diệu ba tánh gần miền tiên bang. Đặng mà gần với cái đạo cả mà mình không chịu, cũng phải lấy trong đạo. Vì vậy cho nên ai muốn tầm đạo cả cao sâu bây giờ coi như là chúng ta như là cho Đức Thầy mở đi, để cho chúng ta như là gần đạo cả, đó là tầm, nghe không? Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì phải dẹp. Dẹp gì? Dẹp tánh tình ích kỷ, chứ không có gì chân trời, không? Vào chỗ khác Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là ai mà dẹp được cái tấm lòng ích kỷ là người đó coi như là không còn bị luân hồi. Ha? Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị, phải gì không? Trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị tu hành, nha nữa, mà dị kỷ quá chừng, thở này tu rồi mà còn dị kỷ. Tu hành mà còn dĩ kỷ quá chừng thì làm sao thoát khỏi trầm luân khuyên bổn đạo nè, gan tầm đạo chánh. Tu mà còn dĩ kỷ, người ta vận động tôi nói thôi, giờ ông A ông B bị bệnh vậy đó, bây giờ có tiền bạc cho 100.000 đồng đạo đê, nói ít bữa nữa tôi đi cứu trợ này, không cho gạo người ta như một tấn, thời ở cỡ này tôi khô như cua sáng trăng, không có đồng bạc nữa. Vậy là miếng đất kế bên kêu bán giáp ganh, nó bây giờ không mua uổng, không? Vậy mà có như 100-200 triệu mua đã có, mà có 100.000 như là không có. Cái này là cái gì? Cái lòng tham của mình ích kỷ, mà bây giờ muốn diệt được lòng tham thì bây giờ sao? Đức Thầy cho chúng ta biết là muốn diệt được lòng tham đó là ai muốn diệt được lòng tham? Đức Thầy cho chúng ta biết muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí diệt lòng ích kỷ, đúng không? Phải bố thí mới được, phải bố thí diệt lòng ích kỷ. Mà nếu như cái tâm chúng ta mà còn ích kỷ hoài được quá cả nơi chừng đạo, tu không bao giờ thành được. Cho nên người dù có ra công tu luyện, mỗi ngày lo cúng lại bao thời, mà tâm tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc, đúng không? Đây là rõ ràng nghe, là một Bồ Tát nói cho chúng ta biết đó. Dù cho ngài cúng lại ba thời mà mỗi mà tâm tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc. Mà tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly tới bất trung, con lỗi đạo nghị bạn phản bạn, cũng vì ích kỷ. Còn có biết bao giờ quý mỹ cũng là do lòng ích kỷ mà ra. Vì vậy cho nên tánh ích kỷ đó là mới sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi dạ cạnh tranh, thấy ai hơn có ý ghét ganh, mà thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hố tham chẳng bao giờ phủ liếp, tánh tham danh tham sắc tham tài, ba điều tham thiên hạ đang sai, đa số khách chẳng ai đều bị, thấy không?
Dầu bây giờ trong khi đó nếu như chúng ta tưởng đâu ích kỷ, là giàu có, là sang trọng, là con người chúng ta được dinh thân thùy gia, tưởng ích kỷ ruộng vườn rộng mở, có ngờ đâu thêm nợ lâu đời. Biết bữa nay sung sướng ăn chơi chứ chẳng biết ngày mai khổ nạn. Bị vô minh làm người khờ khạo, hồng trần là giả tạo của mình. Vì vậy cho nên tánh ích kỷ mới sanh ra nhân ngã, mà cái tánh nhân ngã mới sanh ra tham lam, mà cái tánh tham lam tất nhiên là chúng ta coi như là còn phải bị luân hồi sanh tử. Của mình thì nắm chặt trong tay, của người muốn dắt chài ra nước. Nghe thấy kẻ thiếu sao hụt trước mà vẫn không động chút lòng thương, trái lại còn kiếm cách gạt lượng. Cái này có phải là tánh tịnh ích kỷ không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta mở tấm lòng từ bi bố thí giúp đời, thì bây giờ chúng ta mới dứt được cái tấm lòng ích kỷ, phải không? Càng có của càng lo bố thí, bố thí nhiều quá vị càng cao, cẩu trần của cải ti hao, nhưng mà cẩu Phật càng giàu phước thêm. Cứ thiếu của mà mong có phước thì phước làm sao có được cho mình, không muốn tu mà lại muốn linh, linh không thể nào sinh ra được. Bằng như muốn cho mình có phước bố thí đi chứ tiếc đồng tiền, còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền chính chắn. Thú vật biết tu còn linh đẳng, người thật tu chắc chắn nhiệm màu, phải dài công tu luyện cho lâu chứ lòng muốn cho mau không được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước mới thành rồng bay vượt trên mây, người tu hệ nhịn việc chận ai mới thành Phật ra ngoài sanh tử. Thú dữ biết lúc tu còn hết dữ, người tu hung phải bỏ hung, đã tu mà còn tánh hung sùng sánh với lậu thú càng còn kém. Gánh trần tục hai mau quan ném hải mau chân gói gám sự tu nào dù hương bát nước công phu nào tịnh niệm A Di Đà Phật, các sự thế tâm vô nhất vật chỉ một lòng đạo đức dung bầu nơi liên qua cửa phẩm chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta coi như là phải cố gắng diệt cái tấm lòng ích kỷ thì bây giờ mới gần gũi được cái đạo. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ. Rồi bây giờ còn lại hai câu sau đó là nói với đồng đạo thi cho chui, như là khất lại đi, thiếu lại và chờ lại cái cơ hội khác. Tất nhiên là để cho chúng tôi trình bày cùng với quý vị. Bây giờ thời gian có hạn, thời gian có hạn, nhất thốn quan âm, nhất thốn kim, thời gian trôi qua là thời gian vàng bạc, mà thời gian đã hết rồi. Cho nên là ngôn bất tận là tận ý, ý bất tận từ. Cho nên bây giờ chúng tôi trình bày cùng với quý vị hai câu trên thôi, còn hai câu dưới chơi thiếu lại. Và thiếu lại trong một thời gian nào chúng tôi gặp gỡ cùng với quý vị, chúng tôi sẽ trao đổi thêm. Vậy thì bây giờ ở nơi đây qua hai câu giảng nêu trên, là người tu phải có tấm lòng rộng rãi, phải có tấm lòng vô thi, mà Đức Thầy cho chúng ta biết muốn cho khăn đặng quá cù xả thân làm phước diêm phù vượt qua, giữ bo đến lúc phong ba gặp cơn bát loạn khó mà yên thành. Vậy thì bây giờ chúng ta phải mở cái tấm lòng ích kỷ, đó là nếu tu thì bây giờ sao? Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Vào chỗ khác Đức Thầy lại bảo nói là xả thân tìm kiếm ma ha, chẳng là diễn vọng dẹp tà nơi tâm. Bây giờ chúng ta phải xả vú cầu bằng, xả thân cầu đạo, là chúng ta mới gần gũi được cái đạo. Còn nếu như chúng ta cứ bo bo ích kỷ, lo cho mình không lo cho người, thì bây giờ chỗ này trái với đạo đức. Nên chi Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết nếu như cái người biết đạo là sao, nên lo vừa chừng chẳng ích kỷ, vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, chừng bỏ xác thì có cái khác. Còn người không hiểu đạo bo bo giữ nó bằng lối ích kỷ mê lầm, kể khi tử thần gõ cửa số vô thường đã tới, sanh ra muôn ngàn kinh hải, thần chí hôn mê rất chiếu mến cõi đời cửa nhà con vợ, mà không làm sao sống được nữa. Nên lúc ấy kẻ phùng mang trợn mắt, chắc lưỡi nghiến răng lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết. Như vậy là khổ sở là dừng nào, phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng nghe theo lời tổ thầy đã chỉ dạy, đó là khuyên người hữu phước giàu sang, gán lo làm phước làm doan mới là đến lâm cảnh khổ. Có ta đi lệnh Phật bà cứu giúp dùm cho mẹ đây con phước nhân căn bổn, khi tai nạn đến trốn vào đây của tiền đừng bả dược xí xài, nên làm phước dành gài mai hậu, không? Vậy thì bây giờ nếu như chúng ta vừa tu niệm Phật mà vừa làm phước, khác nào như xuôi nước tận bùm, sự thành công sẽ được sớm hôm và sẽ được qua đêm này nọ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng vừa tu vừa niệm Phật mà vừa làm phước nữa, mà Đức Thầy cho chúng ta biết chi cho bằng, ta sớm lo toan dành với lực nghe kinh trọng Phật, đến năm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Vậy thì bây giờ trong thời gian chúng tôi trao đổi giáo lý cùng tất cả chứ quý vị, là chúng ta từ đây trở về sau nghe qua lời tổ thầy đã chỉ dạy, là chúng ta phải bền chí, phải kiên gan, phải nhẫn nhục và phải quán cố gắng tu tỉnh để chờ đợi Đức Thầy đã trở về. Tu cao cả ráng tu đừng chán, tu cho nên kệ tháng kệ năm.
Trên đường tu phải chung thủy nhất tâm, sống thác quyết tu tầm cho đến Phật. Quả nào cũng phải kết tụ từ qua, có chua đắng mới ra đường mật ngọt. Cảnh sống đâu chỉ hương thơm chim hót, bảo dông qua trời đất lại tươi mặn. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta phải kiên trinh như vậy. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết là dù cho lăn lóc ráng kiên trinh, kiên trinh mà chịu lúc nặng tay, dẫu có gian nan và trở ngại, vàng đá bao phen cần nước lửa, chỉ thao lắm chuyện lúc non hại, bình gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng hoàng gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiến bồng lai. Của các anh em chừng đọc. Và kính thưa cho quý vị, suốt trên thời gian gần 2 tiếng đồng hồ chúng tôi trao đổi giáo lý cũng như đồng đạo hại, và nhân ngày chánh lễ kỷ niệm quý tế thượng niên cho thân mẫu của đồng đạo Cường. Nếu như chương trình trao đổi Phật pháp hôm nay quý vị ủng hộ cho tinh thần giáo lý và chúng tôi trao đổi cũng như đồng đạo hại có điều chi gọi là phước duyên công đức, chúng tôi xin đề nghị chung đồng đạo chúng ta hợp tác lại tạo thành một món quà kinh thánh công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, cầu nguyện cho người dương được thấy, cầu nguyện cho cửu quyền tất tổ, cầu nguyện hương linh người quá dạng là đấng thân đồng đạo, thân mẫu đồng đạo Cường hôm nay được nương vào công đức này, hạnh lành này mà được nhẹ tách đường duyên và được sanh sang qua cõi Phật. Và chúng tôi cũng không quên cầu nguyện ơn trên hồng ân tam bảo luôn luôn lúc nào cũng gia trì hộ độ cho tất cả chư quý vị thân được mạnh khỏe, tâm được kinh an, trí tuệ luôn được mở mang và tu hành được luôn tinh tấn. Và sống trên đời không gì bằng tinh tấn, tinh tấn là trí tuệ của đời ta, sống điêu luôn trong kiếp sống ta bạc, chỉ tinh tấn mới vượt qua khổ hại. Chúc quý vị tinh tấn mãi trên con đường tu học của mình, để sau này đức tôn sư Hoài Quốc Ngọc, tất cả chư quý vị mình có đầy đủ hạnh lành, đầy đủ phước duyên mà chúng ta được gặp thầy trong ngày lóng qua đại hội tần dân thánh đức. Lễ phép cúi đầu kính chào toàn thể chư quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.